phun môi đẹp cùng mỹ viện Minh Đan. Nếu bạn yêu màu đỏ tươi thắm hồng đôi môi thì màu đỏ dưa hấu sẽ làm bạn hài lòng và tăng thêm nét tươi thắm cho gương mặt thêm rạng rỡ sức sống. Và bạn yêu màu sắc hồng nhẹ nhàng của đôi môi thì màu hồng baby là lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn. Không đỏ thắm nhưng đủ đẹp quyến rũ, nhẹ nhàng và tự nhiên. Và đây chắc chắn là màu hồng baby, màu hồng pha lê đẹp dịu dàng hàng ngày. Nếu bạn yêu nét tươi thắm nổi bật nhưng đẹp tinh tế thì màu đỏ cam lợn, đỏ dâu lợn sẽ làm bạn hài lòng với đôi môi tươi thắm, làm cho gương mặt thêm xinh tươi, thêm rạng ngời chào ngày mới tươi đẹp hay luôn mỉm cười với bờ môi tươi tắn. Phun xăm mỹ viện Minh Đan còn nhiều màu môi khác cho bạn tha hồ lựa chọn. Màu đỏ dâu lợn, màu hồng đỏ, màu cam đào và còn nhiều màu khác nữa. Đặc biệt, điều làm nên thương hiệu phun xăm tại mỹ viện Minh Đan đó là màu bóng, bền đẹp, không phai theo thời gian, càng sử dụng lâu ngày, màu môi càng đẹp, càng bóng mịn. Chế độ bảo hành màu môi đẹp tại mỹ viện Minh Đan luôn làm quý khách hài lòng, bảo hành 3-5 năm đến 10 năm, màu vẫn bền, bóng đẹp để quý khách an tâm phun môi tại Minh Đan. Tin vui khuyến mãi đặc biệt, giảm ngay 50% chi phí, phun môi tặng chân mày, combo cả nhà cùng đẹp, đi 3 khách tính phí 2 khách tặng 1 khách, hoàn toàn miễn phí.